Kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh tin tức Thị Thi. Chúc cho quý vị luôn có những ngày hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một bản tin trong ngày. Ca nhiễm COVID-19 thứ 32 là người tiếp xúc với bệnh nhân số 17 tại Anh, thuê máy bay riêng bay về Việt Nam. Nữ bệnh nhân 24 tuổi sống tại London, Anh, thấy ho nên nghi ngờ mình nhiễm COVID-19 nên đã thuê máy bay riêng bay về Việt Nam và vừa có kết quả xét nghiệm dương tính. 12 giờ trưa nay ngày 10 tháng 3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 32 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là bạn của bệnh nhân số 17 ở Trúc Bạch, Hà Nội. Trước đó, nữ bệnh nhân này có tiếp xúc với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung là ca bệnh thứ 17 tại London, Anh vào ngày 27 tháng 2. Ngày 2 tháng 3, bệnh nhân có triệu chứng ho, không sốt, đến bệnh viện tại London để khám và được cho thuốc về nhà điều trị. Ngày 7 tháng 3, sau khi biết tin là bạn mình bị bệnh nhân số 17 tại Việt Nam đã mắc dịch COVID-19, nữ bệnh nhân 24 tuổi kể trên đã đến lại bệnh viện để khám và được cho thêm thuốc về nhà, nhưng triệu chứng ho khan không giảm, không sốt. Không an tâm về sức khỏe, bệnh nhân thuê máy bay riêng số hiệu VKGT2B bay về Việt Nam và nhập cảnh vào lúc 8 giờ 15 ngày 9 tháng 3. Lúc nhập cảnh, bệnh nhân có nhiệt độ 37,5 độ C. Ho khan ngay lập tức được chuyển về bệnh viện Dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh bằng xe chuyên dụng và cách ly nghiêm ngặt. Chụp X quang nhập viện phát hiện ra viêm phổi mô kẽ. Bệnh nhân hiện tỉnh, sinh hiệu ổn, còn ho khan nhiều, họng đỏ nhẹ, không sốt, thở êm và tự thở được nên đã chuyển về cách ly tại bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20 giờ 30 ngày 9 tháng 3. Mẫu bệnh phẩm được lấy và chuyển về viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh vào tối cùng ngày cho kết quả dương tính virus corona chủng mới bằng kỹ thuật real-time RT-PCR. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên chia sẻ những cảm nhận của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Hãy nhấn vào like, share và nhấn vào đăng ký để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.